lực toán và khoa tự nhiên ạ. Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, cảm ơn cô Nga. Trước hết là xin gửi lời chào tới tất cả các em học sinh, các thầy cô và các bậc phụ huynh có theo dõi buổi trưa đề này. Ở trên màn hình đã hiện đầy đủ cái thông tin và slide chưa cô Nga nhỉ? Dạ vâng, hiện đầy đủ rồi thầy ạ. Vậy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn giải cái đề thi thử kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học thông chuyên ngoại ngữ năm 2023 đợt 2, thi ngày 19 tháng 3 năm 2023, môn thi đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên. Tôi xin lưu ý với cả các em là không phải là chỉ có toán thôi nhé. Cái trước hết là chúng ta có cái phổ điểm ở trên trên màn hình. Ở bên tay trái là phổ điểm của điểm kết luận của ba môn toán văn tiếng Anh, tức là điểm toán cộng điểm văn cộng điểm tiếng Anh nhân đôi. Như vậy điểm tối đa sẽ là 40 điểm. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là thủ khoa là một bạn mà có điểm nằm giữa 30 đến 30,5, đúng không ạ? Đấy thì trên mỗi một cái bảng này chúng ta nhìn, ví dụ như là nhìn vào đây ta thấy mức điểm ví dụ như từ 26 đến 26,5 là có 33 bạn. Hay là mức điểm từ 28 đến 28,5 là có 10 bạn. Thế thì một bạn điểm nằm ở giải nào thì có thể từ đó cộng những cái người đứng đằng trước đấy, tức là cộng cái con số của những cái điểm cao hơn mình thì cũng có thể biết là mình đứng số bao nhiêu, quãng quãng là bao nhiêu. Điểm trung bình của ba bài là 20,91 và điểm phổ biến nhất là 18,08. Điểm cao nhất là 30,44, điểm thấp nhất là 9,12. Thế còn bên phải là bài thi toán và khoa học tự nhiên thì điểm trung bình là 4,59. Điểm phổ biến nhất là 4,57. Cứ hỏi nhau là thầy nghe mấy bạn bảo là 4,57. Chẳng hạn như vậy. Điểm cao nhất là 7,71. Như vậy là thấp hơn so với cả kỳ thi thử đợt 1. Kỳ thi thử đợt 1 là 8, có một bạn được 8. Điểm thấp nhất là 0,57. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chỉ có hai bạn được điểm trên 7, từ 7,5 đến 8 thôi. 17 bạn là được từ 7 đến 7,5, cho nên nếu mà ta cộng lại thì có 19 bạn được từ 7 trở lên. Chỉ có 19 bạn được từ 7 trở lên. Thế thì khiến cho chúng ta nghĩ là cái bài thi toán và khoa học tự nhiên là thi thử đợt 2 là khó hơn so với đợt 1. Thì đúng là cũng có nhiều người nói là đề thi thử đợt 2 này khó hơn. Nhưng mà sau đây thì chúng ta sẽ theo dõi cái lời giải của các câu hỏi ở trong đề thi. Tôi cũng chọn ra 16 câu toán và 6 câu khoa học tự nhiên. Trước hết là câu 1. Câu này là câu tính giá trị biểu thức có điều kiện. Thì câu này có bấm máy tính được không ạ? Có bạn lại làm là rút B bằng 3 trừ A thế vào, sau đó rút gọn. Nhưng mà nếu mà ai tinh ý một chút thì thấy là cái A bình cộng B bình cộng 2AB là hằng đẳng thức đáng nhớ, thì mà ta nhanh chóng viết được M như A cộng B tất cả bình trừ 2 lần A cộng B. Thì thay số vào thì được 9 trừ 6 là bằng 3, và vì vậy chúng ta chọn B. Câu này quá dễ đúng không ạ? Làm chắc chỉ trong vòng khoảng 5 giây, 10 giây kể cả đọc đề. Và tiếp theo là câu 2, câu 3 xin lỗi, câu 2 bỏ qua. Câu 3 thì là người ta cho một đẳng thức như ở trên màn hình với mọi x lớn hơn 0, x khác 1, a là số, khi đó a là giá trị nào trong bốn giá trị này. Thế thì để làm cái này thì rất đơn giản thôi ạ. Các bạn quy đồng mẫu số của phía bên trái. Thế thì sau khi quy đồng xong rồi thì mẫu số chung là của hai vế là giống nhau, đều là x trừ trừ căn x đúng không ạ? Thế thì chúng ta so sánh tử số thôi, tử số phải giống nhau thì trừ 2 rồi thì thấy ngay là a cộng 2 phải phải bằng 5 đúng không nào? Và dẫn đến A bằng 3 và ta chọn B. Câu này nhiều bạn là không dám làm bởi vì nghĩ nó khó quá. Nhưng chúng ta thấy là câu này hóa ra là rất là dễ đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sang câu 5. Người ta hỏi là các giá trị x bằng 2 cộng căn 3 và x phẩy bằng 2 trừ căn 3 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau? Có bạn thì bấm máy tính giải cả bốn lần lượt bốn phương trình. Sau đó đến phương trình nào mà có nghiệm giống như là x và x phẩy thì chọn. Đấy cũng là một cách. Nhưng mà thực ra cũng chẳng cần bấm máy tính vì mấy phương trình này đều dễ giải thôi mà. Tuy nhiên là nếu như các bạn có thể
Các bạn nhớ lại định lý vi đảo ấy, thì để lập được phương trình mà có hai nghiệm là x phẩy thì chúng ta cần phải tính S và P. S là tổng của x cộng x phẩy và P là tích của x nhân x phẩy. Thế thì x cộng x phẩy là bằng 4 và x nhân x phẩy thì là hàm đẳng thức đáng nhớ là 4 trừ 3 bằng 1. Thế thì theo định lý vi đảo thì x và x phẩy sẽ là hai nghiệm của phương trình là x bình trừ đi Sx cộng P bằng 0, tức là x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Và vì vậy là chúng ta chọn A. Cho đến đây, đến nay thì đến câu này thì chúng ta vẫn chưa gặp khó khăn gì cả, đúng không nào? Tiếp theo, câu 7. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng D và đường thẳng D phẩy có bao nhiêu giá trị nguyên M để hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có tọa độ là các số nguyên? Điểm mà có tọa độ là các số nguyên, tức là hoành độ là số nguyên và tung độ là số nguyên. Và muốn tìm hoành độ và tung độ của giao điểm thì chúng ta giải hệ hệ phương trình của hai đường thẳng này. Và để giải hệ này thì như các em thấy là chúng ta giải bằng phương pháp thế. Rút y bằng chữ x cộng 3 ở dưới phương trình dưới là thế lên phương trình trên. Thế thì chuyển vế ta được m cộng 1 nhân x bằng 2. Và nếu m bằng âm 1 thì là vô nghĩa, nên m phải khác âm 1 để cho m cộng 1 khác 0 và ta được tính được x bằng 2 trên m cộng 1. Y thì vẫn bằng chữ x cộng 3. Thì rõ ràng là nếu x nguyên thì ta thế vào đây thì ta được là ngay là y nguyên. Cho nên hệ muốn có nghiệm tức là giao điểm của D và D phẩy muốn có cả hoành độ và tung độ nguyên thì ta chỉ cần hoành độ, tức là x bằng 2 trên m cộng 1 nguyên thôi. Và điều đó xảy ra khi mà m cộng 1 là ước của 2, tức là m cộng 1 bằng cộng trừ 1 cộng trừ 2. Và chúng ta có thể tìm ra là m là một trong bốn giá trị nguyên 0 trừ 2, 1 trừ 3 đều thỏa mãn m khác âm 1. Tất nhiên rồi, bởi vì m cộng 1 nhận các giá trị này đã khác 0 rồi. Cho nên đương nhiên là m sẽ thỏa mãn những điều kiện. Có bạn thì đến đây m cộng 1 thuộc như này, bạn cũng đã nhanh chóng là biết được là có bốn số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài trên vành đề. Câu 8 là một câu về định lý vs mà có tham số thì mắc của một biểu thức đối xứng của hai nghiệm. Thế thì bài này thì không nhầm được nghiệm nghiệm lẻ, cho nên nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm theo cách giải tổng quát của bài định lý vs một cách dễ dàng. Về biểu thức đối xứng của hai nghiệm, đầu tiên ta tính delta phẩy b phẩy bình trừ ac, đúng không? Ta tìm được m bình cộng 2m cộng 3 là bằng m trừ 1. Xin lỗi các em, chỗ này là m cộng 1 em viết viết nhầm. Và m cộng 1 tất cả bình phương và cộng 2, chỗ này là dấu cộng. Lớn hơn 0 thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Sau đó theo định lý vs thì chúng ta tính được x1 cộng x2 bằng 4 và x1 nhân x2 bằng trừ m bình trừ 2m cộng 1 c trên a trừ b trên a c trên a. Sau đó thì thay vào biểu thức m thì chúng ta được là m bằng trừ m bình cộng 2m cộng 5. Thì chúng ta đặt dấu trừ ra ngoài thì m bình cộng 2m ta thêm 1, nhưng mà có dấu trừ tức là ta đã trừ đi 1. Cho nên phải cộng 1 vào 5 là thành 6. Như vậy nó là 6 trừ m cộng 1 tức là bình bén bằng 6, và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi m bằng âm 1, cho nên ta có mắc m bằng 6 và đáp án là B. Thế bài tập này thì ở trên lớp các em được các thầy cô cho làm nhiều rồi, cho nên thầy tin là cũng không có khó khăn gì đối với tất cả chúng ta. Sang đến câu 9, một câu về hệ phương trình. Câu này thì chúng ta biết là thường là thi vào cho qua các đề thi thử thì chúng ta thấy là thường là có hai câu về hệ phương trình, trong đó cũng có một câu mà liên quan đến phương trình bậc nhất hay ẩn, thì còn một câu nữa thì là những cái loại hệ như là hệ đối xứng kiểu 1, kiểu 2, hay là trong đề vừa rồi là hệ đối xứng kiểu 2, hay là hệ đẳng cấp bậc 2 hay ẩn, hay là hệ sử dụng hàm đẳng thức đáng nhớ kiểu như vậy. Thế thì ở trong cái bài này thì là cái phương trình thứ nhất là chúng ta phát hiện ra ngay hàm đẳng thức đáng nhớ, đúng không ạ? Thế thì ta chuyển vế thì ta được là 4x bình cộng 4x cộng 1 bằng y bình, tức là y bình bằng 2x cộng 1 tức là bình. A bình bằng b bình thì có hai trường hợp, hoặc là a bằng b là y bằng 2x cộng 1, hoặc a bằng âm b là y bằng trừ 2x trừ 1. Với mỗi trường hợp thì ta thế vào phương trình thứ hai. Thế thì như các em thấy ở trên màn hình, tức là sau khi thế vào phương trình thứ hai thì và rút gọn, chúng ta được các phương trình được phương trình bậc 2 giải ra được nghiệm x và từ đó suy ra y, và chúng ta thấy là hệ đã cho có bốn nghiệm. Có bạn bảo là với mỗi x thì tức là làm gì phải phải giải ra y, nhưng mà câu trả lời là đúng là nếu như bốn cái giá trị x này là khác nhau thì ta không cần phải giải ra y, bởi vì chắc chắn là với mỗi x ta tìm được một y rồi.
Thì chắc chắn là nếu các bốn cái giá trị x khác nhau thì là sẽ là ứng với bốn nghiệm của hệ. Thế nhưng ở đây lại có hai giá trị x bằng 0. Và nếu như là y cũng bằng nhau nữa thì chúng ta chỉ được tính một nghiệm thôi. Thế nhưng ở đây thì một cái y bằng 1, một cái y bằng trừ 1, tức là ta thấy ra hai cái nghiệm khác nhau là 0, 1 và 0, âm 1. Nên đếm thì ta được bốn nghiệm và vì vậy ta khoanh C. Bài đây là một cái câu câu 11 là một câu mà liên quan đến tính tiền điện theo bậc thang. Thì ở đây người ta giải thích rất rõ thì tính theo bậc thang là thế nào. Cho nên chúng ta cứ yên tâm giải toán thôi, chứ còn công thức để tính tiền điện thì đã có rồi. Thế thì ở đây là ta gọi lượng điện tiêu thụ của nhà bạn Nam và bạn Bắc trong tháng 7 là x và y. Thế thì đầu tiên là x cộng y bằng 270, tổng đấy, tổng lượng điện trong tháng 7 là 270. Sang tháng 8 thì là lượng điện nhà bạn tiêu thụ nhà bạn Nam tăng thêm 5%, tức là 1,05 đúng không? 5% có phải là 0,05 không? Thế thì bạn Nam là 1,05x, còn bạn Bắc là tăng 10%, tức là tăng thêm 0,1, tức là được 1,1y thì bằng 291. Thế thì ở đây chúng ta nhìn kỹ nhé, bởi vì một trong những nguyên tắc làm bài câu trắc nghiệm là ta không mua việc. Ở đây người ta chỉ hỏi là nhà bạn Bắc phải trả bao nhiêu tiền điện thôi. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm y thôi. Thế thì muốn tìm y thì ta phải làm mất x, cho nên ta sẽ nhân 1,05x vào. Nhân 1,05 vào để phương trình thứ nhất. Đấy, thế thì khi trừ từng vế, ở đây thì ta nên trừ từng vế dưới cho trên thì được hết x đúng không ạ? Thế còn 1,1 trừ 1,05 được 0,05y, còn 291 trừ 233,5 thì được 7,5 mà ta tính được y bằng 150. Đến đây phải lưu ý với cả các em là người ta yêu cầu tính tiền điện đọc kỹ đề nhé. Người ta hỏi là tháng 8 chứ người ta không hỏi tháng 7. Cho nên ta lại phải nhân 1,1, tức là bởi vì tăng thêm 10% mà. Để ra lượng điện tiêu thụ của nhà bạn Bắc trong tháng 8 là 165 kWh. Và như vậy là 50 kWh đầu tiên thì bạn sẽ phải lấy 50 nhân 1.800 này. 50 kWh tiếp theo là phải nhân với 1.900 này. Là được 100 rồi đúng không? Ở đây là 165, vậy thì tiếp theo không phải là 80 đâu. Đây là cái 80 là trong ví dụ. Ở đây của bạn Bắc, của nhà bạn Bắc là 165. Thế thì mình lấy 65 nhân với 2.200, cộng lại ta được 328.000 đồng. Và đó là đáp án D. Mọi người nhìn thấy bài này thường là sợ, bởi vì thấy chúng ta thường là không có thói quen ứng dụng toán vào thực tế. Nhìn vào cái bài toán tính tiền điện này thấy các câu bậc 1, bậc 2, bậc 3 như này là ta hay hoa mắt, là ta sợ ta bỏ qua bài này. Nhưng mà như các em thấy bài này là một bài khá là đơn giản, bởi vì bản chất nó là một bài giải hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Câu 13. Câu 13 là một câu về về biện luận. Đây phương trình bậc 4, tìm m để một phương trình bậc 4 dạng trùng phương của bốn nghiệm phân biệt. Thế thì cái bài này phương trình bậc 4 trùng phương thì các bạn biết là đặt t bằng x bình với t không âm. Và như vậy ta sẽ được một phương trình bậc 2 ẩn t, nhưng mà cái điều may mắn của chúng ta là phương trình bậc 2 này lại có hai nghiệm rất là chẵn. Chúng ta có thể nhẩm nghiệm bằng cách là phân tích cái trừ m bình này cộng 2m cộng 3 này thành nhân tử trừ m bình nhé, đừng quên dấu trừ nhé, thì được 3 trừ m nhân với tất cả nhân với m cộng 1. Thì chúng ta kiểm tra thì thấy tổng của hai cái này là bằng 4, là trừ b trên a, cho nên ta tìm được hai nghiệm là 3 trừ m và m cộng 1. Chúng ta cũng có thể dùng công thức nghiệm, tức là tính delta phẩy đấy, và dùng công thức là trừ b phẩy trừ cộng trừ căn delta phẩy trên a để cũng tìm ra hai nghiệm như thế này. Thế thì chúng ta đều biết là với mỗi giá trị t dương là sẽ cho hai giá trị của x, t bằng 0 cho một giá trị của x và t âm thì không cho giá trị x nào cả. Thế mà ta đang cần bốn nghiệm, cho nên ta cần phải hai giá trị t dương, còn hơn nữa phải hai cái giá trị này phải khác nhau để tránh chuyện nghiệm trùng nhau. Thế thì điều kiện sẽ là phương trình 2, tức là phương trình ẩn t này phải có hai nghiệm dương phân biệt, và chúng ta đã giải ra rồi. Thì có bạn bảo đến đây em áp dụng định lý vs, thì xin thưa với cả các em là định lý vs là các kết quả chúng ta có được khi mà không cần giải phương trình, chỉ cần biết phương trình đó là bậc 2 và có nghiệm thôi. Thế còn bây giờ chúng ta đã có nghiệm T1, T2 như thế này là giải xong phương trình rồi gì nữa, đúng không nào? Cho nên không cần phải vs nhé. Nghiệm thứ nhất lớn không, nên là nghiệm thứ hai lớn không, và hai nghiệm khác nhau này này, và ta tìm được là trừ 1 bén m bén 3 và m khác 1.
Các bạn cũng nên tìm hiểu cái cách giải tổng quát, ví dụ như phương trình hai có hai nghiệm dương phân biệt điều kiện là gì. Chắc là các bạn ở đây nhiều bạn biết được là muốn thế thì là delta phẩy dương là để có hai nghiệm phân biệt, p dương là để hai nghiệm đó cùng dấu và s dương để cùng dấu, để dấu đó là dấu dương. Thì mọi người cũng có thể làm như vậy, áp dụng cho trường hợp tổng quát tức là có thể nhập được nghiệm hoặc không. Nhưng còn là bài này nhập được nghiệm thì ta thấy bài khá là đơn giản. Câu 14 là một câu mà theo tôi là một trong những câu khó nhất của đề này. Nhưng nó sẽ dễ nếu như là chúng ta nhớ được kết quả của một cái bài toán ở sách giáo khoa toán 8, bài toán về đối xứng trục. Tức là chúng ta còn nhớ cái bài là khi mà cho hai điểm AB mà nằm về cùng phía đường thẳng D và ta phải tìm điểm M nằm trên đường thẳng D sao cho MA cộng MB min ấy. Thế thì chúng ta chỉ cần lấy A phẩy đối xứng với A qua D thì khi đó MA và MA phẩy bằng nhau, cho nên MA cộng MB, ta đang cần tìm min của MA cộng MB thì trở thành MA phẩy cộng MB và nó lớn hơn hoặc bằng A phẩy B. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M trùng với M không là giao điểm của A phẩy B với đường thẳng D. Các bạn, chắc nhiều bạn nhớ được cái bài toán lớp 8 này. Thế thì ở bài này thì chúng ta sẽ tìm được bằng cách giải hệ, ta tìm được hai điểm là A là trừ 22, B là 48 và đường thẳng D là trục OX. Thì rõ ràng là A và B cùng phía đối với đường thẳng D, đúng không? Thế thì lấy A phẩy đối xứng với A qua D thì đó chính là điểm A phẩy là trừ 2, trừ 2. Thế thì bây giờ ta phải, cái điểm M cần tìm sẽ là giao của A phẩy B với đường thẳng D, là với trục OX. Thế muốn vậy ta lập phương trình đường thẳng A phẩy B. Đây là một bài toán lập phương trình đường thẳng qua hai điểm đã biết tọa độ, một điểm là trừ 2, trừ 2, một điểm là 48, thì công việc quá đơn giản đối với cả các em, đúng không? Một bài toán cơ bản mà trên lớp thầy cô cho làm nhiều rồi. Thì chúng ta tìm được là y bằng 5 phần 3 x cộng 4 phần 3. Thì muốn tìm giao với trục OX là trục hoành, người ta cho y bằng 0, ta tìm được x bằng trừ 4 phần 5. Như vậy cái điểm cần tìm là điểm M có tọa độ là trừ 4 phần 5 0 và đáp án là B. Đúng không nào? Như vậy chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta tích lũy các cái bài toán mà của những lớp trước rất quan trọng. Như ở trong bài này, khi nếu ai mà không nhớ cái bài toán lớp 8 thì thầy tin thực sự là một thách thức. Nhưng mà nếu ai nhớ được cái bài toán lớp 8 thì đây là một bài toán cũng bình thường thôi. Tất nhiên là nó sẽ hơi dài hơn so với cả những bài mà chúng ta vừa làm. Đến câu 16 là một câu toán đố, đấy, một cái câu giải toán một cách lập phương trình hoặc hệ phương trình, đây là một câu toán chuyển động. Thì lời khuyên của thầy bao giờ là các bạn nên vẽ sơ đồ thôi. Ví dụ như cái này sơ đồ khá đơn giản, vẽ AB. Xe máy đi từ A đến B, ô tô đi từ B đến A. Thế thì gọi vận tốc xe máy là X thì vận tốc ô tô sẽ là X cộng 16 nhỉ. Thế thì xe máy đi từ A còn ô tô đi từ B và gặp nhau tại C. Thế thì sau khi các bạn đã gọi ẩn, đã đặt ẩn phụ rồi, đặt ẩn rồi, thì các bạn phải tính cho thầy các đoạn CA và CB theo X. Ở trong bài này chỉ có dùng một ẩn thôi, tính theo X. Thì chúng ta chỉ cần để ý cái câu là sau khi gặp nhau, gì nhỉ, xe máy đi tiếp 3 giờ 3 giờ bao nhiêu? 45 phút, tức là 3,75 giờ thì đến B, tức là xe máy đã đi đến C rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ nó phải đi tiếp đến B mà đi trong 3,75 giờ mới vận tốc x km trên giờ, thì chúng, rõ ràng chúng ta tính được ngay CB là 3,75x. Cả quãng đường AB là 200 km mà CB là 3,75x thì CA sẽ là 200 trừ 3,75x. Sau đó thì chúng ta quay trở lại cái việc là xe máy từ A, ô tô từ B cùng xuất phát và gặp nhau tại C. Như vậy xe máy đi quãng đường AC với xe và cũng bằng thời gian xe ô tô đi quãng đường BC. Thế thì lấy quãng đường là 200 trừ 3,75x em chia cho vận tốc là x thì sẽ bằng là 3,75x chia cho x cộng 16, tức là lấy quãng đường chia vận tốc bằng thời gian. Vế trái là thời gian xe máy đi từ A đến C, vế phải là thời gian ô tô đi từ B đến C cùng xuất phát và gặp nhau tại C, cho nên thời gian nó bằng nhau. Thế thì cái này chúng ta nhân chéo chuyển vế, ta được phương trình bậc 2 và giải ra ta được hai đáp số, hai nghiệm này. Nghiệm thứ nhất là x bằng trừ 40 phần 3 thì phải loại rồi, vì x phải dương. Nghiệm thứ hai là x bằng 32 nằm giữa 31 và 35. Cho nên ta chọn C. Đấy. Một bài đại số cuối cùng là thầy lấy luôn cái bài mà coi là khó nhất đấy, bài tìm min max. Thế thì trừ 1 bén bằng x bén bằng 1 là điều kiện để cho quy có nghĩa.
Bài này có nhiều cách làm. Chẳng hạn như là nếu mà tìm cả min và max thì thầy sẽ khuyên các em là đặt t bằng căn của 1 cộng x cộng căn của 1 trừ x. Nhưng mà bài này là chỉ có tìm giá trị lớn nhất thì ta có thể làm như sau. Các em có biết về bất đẳng thức Minkowski không ạ? Đây là trường hợp đặc biệt. A cộng B tất cả bình là bằng đây, A cộng B tất cả bình bé hơn hoặc bằng 2 lần A bình cộng B bình. Thế thì đây là A là căn 1 cộng x nhé, B là căn của 1 chữ x. Tất cả bình đây thì bén bằng 2 lần A bình, có phải là bỏ căn đi là 1 cộng x không? B bình là 1 chữ x không? Thế thì ở trong ngoặc này x chữ x hết thì là 2 nhân 2 là 4, và vì cái căn 1 cộng x cộng căn 1 chữ x là số dương. Là số không âm, nhưng ở trong trường hợp này là số dương, bởi vì một x không thể vừa bằng 1 vừa bằng -1 được. Cho nên lấy căn bậc 2 ra ta được căn 1 cộng x cộng căn 1 chữ x bén bằng 2. Thế còn cái số hạng còn lại là căn của 1 chữ x bình thì ta viết thành căn của 1 chữ x nhân 1 cộng x ở trong dấu căn, thì căn AB bén bằng A cộng B trên 2 đúng không? Thế thì chúng ta sẽ được là với phải này là 1. Như vậy tổng hai số hạng đầu bén bằng 2, số hạng thứ 3 bén bằng 1 thì cộng lại thì Q sẽ bén bằng 3. Dấu bằng xảy ra của cái Minkowski này là A bằng B, tức là căn 1 cộng x và căn 1 chữ x bằng nhau. Còn của Cauchy là A bằng B, tức là 1 chữ x bằng 1 cộng x bằng 1 chữ x. Và chúng ta nhanh chóng tìm được là x bằng 0, thỏa mãn điều kiện cho mắc của Q bằng 3 và ta chọn A. Thấy cũng chỉ có mấy dòng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà bài này thì thầy biết là nhiều bạn là còn làm nhanh hơn thế, bởi vì các bạn ấy tìm min max ở trên một đoạn thì các bạn sẽ thử hai đầu bút và một số điểm đặc biệt. Ví dụ như ở đây là điểm 0, x bằng 0 là điểm đặc biệt và bạn có thể tìm ra đáp số. Các anh chị lớp 12 thì còn cao thủ về bấm máy tính, thì tất cả những bài tìm min max ở trên một đoạn là các anh chị bấm máy tính làm được hết sau khi nhập mà cái hàm số, cái biểu thức đó vào. Các anh chị bấm máy tính để nó chia cái đoạn đó, đoạn ở đây là đoạn từ -1 đến 1 ra là, ví dụ như 30 phần bằng nhau, xong đó cho máy chạy để tính giá trị tại 30 cái 30 31 cái điểm đó, để 31 điểm để chia cái đoạn này ra trừ làm 30 phần bằng nhau để tìm ra được cái max và min. Nhưng là một cách khá là tức là tìm gần đúng đấy, và nói chung là đối với bài trắc nghiệm là khá chính xác. Bây giờ quay sang các bài tập hình. Bài hình đầu tiên là bài về tam giác cân. Cái bài này thì nó hơi buồn cười một chút, là khi đi đọc đề xong mọi người thấy buồn cười, bởi vì rõ ràng đường cao AD chẳng tham gia gì vào vào bài cả. Nếu mà đến tính CE thì ta chỉ cần hạ BE vuông góc với AC là xong. Như vậy tác giả đây là có ý gợi ý cho chúng ta đấy ạ. Là để chúng ta dùng hai tam giác đồng dạng là CDA và CEB và lập tỉ số. Hoặc là các bạn có thể dùng hệ thức lượng trong hình tròn. Các bạn có thấy là tứ giác AEDB là tứ giác nội tiếp không ạ? Đấy, thế ta chỉ vẽ được đường tròn đi có bốn đỉnh này. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có CE nhân CA bằng CD nhân CB. Thì tam giác cân mà, cho nên khi mà hạ AD vuông góc thì đây là trung điểm BC, cho nên chia cái đoạn 12 ra thành 66. Còn cái đấy, thế thì CE nhân 10 bằng 6 này, nhân CB là 12. 6 nhân 12 là 72, chia cho 10 là 7,2. Ta tính được là CE bằng 7,2 cm và ta chọn B. Được chưa ạ? Bài hình thứ hai là câu 21. Đấy, thì tam giác ABC thì có góc BAC, cái góc này này là 30 độ. Thế thì khi mà góc nội tiếp bằng 30 độ thì tức khắc là chúng ta nghĩ ngay đến góc ở tâm là bằng 60 độ. Góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung mà. Mà 60 độ thì góc tam giác OBC là tam giác đều và có cạnh OB và OC là bán kính, cho nên cạnh BC cũng là bằng R. Và vì B là trung điểm của MC cho nên BM cũng bằng R. Và chúng ta thấy ngay là như vậy là MC sẽ bằng 2R. Chắc là các em đều nhớ cái hệ thức lượng trong đường tròn. Còn nếu mà bạn nào không nhớ thì có thể chứng minh bằng một cặp tam giác đồng dạng lập tỉ số nhân chéo thì là cũng được. Thì ta có MA bình bằng MB nhân MC, mà MB là R, MC là 2R nhân với nhau là 2R bình. Cho nên MA bằng R căn 2. Bài này chúng ta làm khá là nhanh đúng không ạ? Đấy. Câu 22 là một câu về hình thang vuông. Ra câu này rất quen thuộc ạ. Câu hình thang vuông mà đường chéo vuông góc với cả cạnh bên ấy. Thì thầy cũng nói với cả các bạn ở trong các trong cái buổi chữa đề lần 1 rồi đúng không? Khi mà ta gặp hình thang vuông thì ta kẻ đường cao từ đỉnh đáy nhỏ xuống đáy lớn, thì từ đây là ta từ B ta hạ vuông góc. Thế thì ở bài này người ta cho là AD là bằng 6. Thế thì BH cũng bằng 6 đúng không ạ? CD là bằng 15. Thế thì ta đặt AB bằng x đi.
thì DH là cạnh đối chữ nhật cũng bằng x, thế thì còn cả CD bằng 15 thì HD bằng x rồi thì HC sẽ 15 chữ x. Cái bài này giống như cái bài giải toán cách lập phương trình ạ, ở đây là x và phương trình chúng ta sẽ có được nhờ một hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chắc là các bạn nhìn thấy ngay đó là BH bình bằng HD HC nhân HD. Để tìm được x rồi cái thì công việc còn lại là rất đơn giản, bởi vì cái hình thang này đã có đáy lớn là 15, đáy đường cao là 6 rồi, chỉ thiếu đáy nhỏ thôi. Đáy nhỏ ta đang cần tính ấy, ta đang đặt là x nha. Thế thì đây ạ. Đấy, hạ. Đấy thì ta có BH bình. Nhưng viết ra thế này thì dài thôi, còn lại lúc mà làm bài thi trắc nghiệm thì các bạn ký hiệu luôn lên trên hình này, các bạn không phải viết ra đâu, đúng không ạ? Có chăng thì ta viết ra cái 36 bằng x nhân 15 chữ x thôi. Thế thì ta được phương trình bậc 2 giải ra được x bằng 3 hoặc x bằng 12. Thế nhưng mà chúng ta phải chú ý là BD bé hơn BC. BD bé hơn BC thì đường xiên bé hơn, thì hình chiếu bé hơn, thì là HD sẽ phải bé hơn HC. Thế thì ví dụ x bằng 3 thì là có nghĩa là HD bằng 3 còn HC bằng 12, 15 trừ 3 mà. Thế thì HD bé hơn HC thì là dẫn đến BD bé hơn BC là thỏa mãn. Còn nếu x bằng 12 thì HD sẽ là 15 trừ đi 12 là 3, thì lúc đó BD lại lớn hơn BC loại. Nói tóm lại ta phải là làm thế nào được cái x bé hơn 15 chữ x. Thế thì nếu có thể làm ngay từ đầu thì là x bé hơn 15 chữ x thì hay, x bé hơn 15, x bé hơn 7,5 thì ta cũng nhanh chóng quyết định là x bằng 3. Sau x bằng 3 rồi thì đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào, 3 cộng 15 là 18, nhân với đường cao là 6, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Thế thì ta được 9, 18 chia 2 được 9,9654 cm vuông và ta chọn D. Ở trong cái đề này là có đến 3 bài về mô hình hình thang vuông cơ. Mà đề thi đợt 1 cũng có bài về về hình thang vuông, cho nên và cũng đều là đường chéo vuông góc với cạnh bên. Câu 23. Câu 23 này khá hay. Tức là chúng ta có một cái tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn, đúng không ạ? Bán kính là 6, tiếp tuyến đường tròn O tại B và C cắt nhau tại D, từ D ta kẻ song song với AB. Thì cắt hai đường tròn tại M, cắt đường tròn tại M và N, và ta phải có nhiệm vụ là tính độ dài dây cung MN, và người ta cho cái giả thiết là OI, tức là cái đường thẳng qua D song song AB còn cắt AC tại I nữa, thì người ta cho OI bằng 3. Thế thì ở đây chắc các em nhìn thấy cái đường tròn màu đỏ là bởi vì thế này ạ. Cái góc B CID này này, cái góc này này, nó sẽ bằng góc A bởi vì là đồng vị, đúng không ạ? Mà góc A là góc nội tiếp thì bằng một nửa góc BOC là góc ở tâm cùng chắn một cung, và bằng một nửa góc đó thì nó sẽ lại bằng góc COD. Như vậy chúng ta bằng cách dùng góc A làm góc trung gian ấy, chúng ta chứng minh được góc CID và góc COD bằng nhau, cho nên cái tứ giác CDOI là tứ giác nội tiếp đấy ạ. Mà chúng ta cũng biết là tứ giác CD BO là tứ giác nội tiếp, cho nên ta khi ta vẽ đường tròn thì nó sẽ đi qua 5 điểm này. Và khi đó thì chúng ta sẽ có ngay góc OID, cũng chẳng cần phải quan tâm đến 5 điểm, chỉ cần tứ giác nội tiếp là ta đã có góc OID bằng góc OCD là bằng 90 độ rồi. Cho nên tức là cái góc I này là góc vuông. Làm thế để làm gì? Bởi vì ta biết OI bằng 3, OM là bán kính là bằng 6, thì ta sẽ tính được IM. Mà một khi OI đã vuông góc với dây cung thì nó chia dây cung ra làm hai phần bằng nhau, cho nên độ dài dây cung MN sẽ là gấp đôi IM. Thế thì chúng ta thấy ngay là đường chúng ta đi rất là rõ rồi, đúng không ạ? Thầy trình bày chỉ có 3 dòng thôi. DI song song với AB, cho nên góc DIC bằng góc BAC là góc, đây là đồng vị đấy ạ. Mà do đó góc DIC bằng một nửa góc BOC, và do đó nó bằng góc DOC, cho nên CDOI là tứ giác nội tiếp. Thì góc OID và góc OCD là góc nội tiếp cùng chắn cung bằng nhau thì bằng 90 độ OI vuông góc với MN. Xong dùng Pythagore, IM bằng căn của OM bình trừ OI bình, căn của 36 trừ 9 là căn 27 là 3 căn 3. Thì MN gấp đôi IM trên nhân 2 lên là 6 căn 3, và ta chọn B. Bài 2 câu 24, 25 thường được mọi người đồn với nhau là cái câu khó nhất, đặc biệt là câu 25. Cái bài này thì câu 25 cũng không khó. Nhưng mà vì thời gian thì chữa cái câu 24, và một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy mô hình hình thang cân, à xin lỗi, hình thang vuông mà có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Thế thì ở đây người ta đã cho CD bằng 5 và CB bằng 6 rồi. Vẫn một cái mẹo mà thầy vừa nói đấy, tức là ta kẻ đường cao từ đỉnh đáy nhỏ xuống đáy lớn, từ C ta hạ CH vuông góc với AB. Thì CD bằng 5 thì HA bằng 5. Mà ta đang muốn tính diện tích tứ giác ABCD là hình thang thì đã biết những gì rồi?
Thì bây giờ ta mới biết đáy nhỏ nhỉ, đáy lớn chưa biết. Thế thì năm thì ta không đặt cả đáy lớn là x đâu, mà ta đã có một phần của đáy lớn là năm rồi thì ta đặt phần còn lại là x. Thế thì muốn tìm được x lại một bài toán giải toán cái lập phương trình thì chúng ta có thể sử dụng hệ thức lượng CB bình là 36 này bằng BH là x này nhân BA là x cộng 5 này. Sau khi tìm được x rồi, biết 5 và x thì ta sẽ tính được CH, CH bình bằng HA nhân HB mà. Một công đôi việc đúng không? Và chúng ta có lời giải như thế này ạ. Thì nhắc lại một lần nữa là đây là lời giải để cho viết ra để giải thích cho các em, chứ còn lại trên thực tế là chúng ta ký hiệu luôn vào hình nhỉ. Đấy, thế thì lúc nãy vừa nói là 36 bằng x nhân x cộng 5, x là BH mà, x cộng 5 là BA. Được phương trình x bình cộng 5x trừ 36 bằng 0, hai nghiệm là trừ 9 loại, x phải bằng 4. Rồi, tức là HB bằng 4, thế thì CH bình sẽ bằng HA nhân HB, 5 nhân 4 20, CH bằng 2 căn 5, đường cao là 2 căn 5. Còn cạnh đáy lớn là AB sẽ bằng 5 cộng với 4 là 9, đáy nhỏ là 5, 5 cộng đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào, 5 cộng 9 là 14, chia 2, nhân với 2 căn 5 đường cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Thế thì 2 gạch cho 2 hết nhỉ, 14 căn 5 cm vuông và ta chọn D. Như vậy là vừa rồi thầy vừa hướng dẫn cái cách giải 16 câu câu toán. Sau đây là các câu khoa học tự nhiên. Thì các câu khoa học tự nhiên thì theo ý kiến của thầy là thầy thấy trong cái đề thi thử đợt 2 này thì thầy thấy có vẻ nhẹ nhàng hơn đợt 1. Thế thì đây là kinh nghiệm của một người mà thi khối A từ cách đây rất là lâu, hơn 30 năm. Nhưng mà thầy vẫn làm được những cái bài tập này bởi vì nó là những kiến thức rất là cơ bản và thường thức. Ví dụ như là câu 26, tại sao lại thả một tấm thép xuống nước thì tấm thép sẽ chìm nhưng mà tàu thuyền thì lại nổi. Thế thì chúng ta đọc trong cái lý do này, ta đặc biệt chú ý đến cái B, nó do tàu thuyền có khối lượng riêng nhỏ hơn nước. Các em biết khối lượng riêng sẽ là lấy khối lượng chia cho thể tích đúng không? Thì lấy khối lượng của con tàu chia cho thể tích, tàu thì khá thể tích khá lớn cho nên nó nhỏ. Nó nhỏ hơn khối lượng riêng của nước thì nó nổi. Thế còn miếng tấm thép thì là nặng nhưng mà thể tích của nó cũng bé, thì ra là khi mà chia thì là đến là khối lượng riêng cao thì là lớn, thành ra nó chìm. Một hình ảnh thì thầy muốn lấy phao hơi chẳng hạn, khi mà thả mặt nước thì các bạn biết phao hơi có thể tích lớn, khi mà lấy khối lượng đem chia cho thì nó bé, thành ra là nổi. Nhưng mà khi phao bị xì hơi chẳng hạn thì thể tích nó rất là nhỏ đúng không ạ, và khi mà lấy khối lượng chia thì là lớn và dẫn đến nó chìm. Đấy, thế thì đấy là một số các cái ví dụ để cho các em hình dung ra là khi mà một vật nào đó có khối lượng riêng nhỏ hơn nước thì nó sẽ như là cái tàu thuyền ấy, chứ trong trường hợp này thì là nó nổi. Vì vậy đáp án là B. Hay là câu 27, đưa một bình đựng hỗn hợp khí gồm metan lấy dư và clo ra ánh sáng, sau một thời gian cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm một mẩu giấy quy tín, hiện tượng quan sát được là gì? Thì các bạn biết là metan với cả clo mà dưới điều kiện ánh sáng thì nó sẽ phản ứng với nhau tạo ra metin clorua và axit clohydric, mà trong dung dịch axit thì quy tím chuyển màu đỏ, cho nên ta chọn D đúng không ạ? Tiếp theo là hai câu này. Đây là hai câu về sinh học. Thì câu 28, chúng ta đọc thấy bốn câu, mỗi câu nói là cái này ăn cái kia đúng không? Đúng không ạ? Thế sau đó thì nói chung thầy thì đặc biệt chú ý đến, có khi là do là giáo viên toán cho nên thầy để ý đến cái C là chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn có bốn tối đa bốn mắt xích. Và thầy nhanh chóng là có bốn câu này và mỗi câu là cái này ăn cái kia, thì thầy tìm được cái một chuỗi bốn mắt xích đó. Đó là cây này, là thức ăn của sâu đục thân này. Sau đó tiếp tục câu tiếp theo là chim sâu ăn sâu, có ăn sâu đục thân, sâu đục thân là thức ăn của chim sâu. Sau đó chim sâu và chim hạt rẻ đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. À, thế thì chim ăn thịt cỡ lớn ăn chim sâu, nhìn mình nhìn thấy ngay là cái chuỗi thức ăn này có bốn mắt xích, mà cũng chỉ có bốn câu như thế thì chắc là tối đa là bốn rồi, đại tối đa là bốn cho nên chọn C. Hay như là câu 29 chẳng hạn, thì chắc là cái này đọc sách các thứ thì các bạn biết là
người ta có cách nhân giống dừa bằng cách là cho quả nảy mầm, thì là cho nên ta chọn A. Đấy là hai câu đầu nhé, bây giờ vì thời gian nên hai câu khoa học tự nhiên cuối. Hôm nay Minh định nấu món bò nướng chanh cho cả nhà, chắc là bỏ qua những câu đấy đi, và mua được thịt bò tươi ngon thì chọn cái gì? Thì chắc chắn là nhìn bốn cái này thì không ai người ta chọn có nước nhớt, kể cả một người mà chẳng bao giờ đi chợ cũng có thể đọc thấy ngay là có nước nhớt, thì rõ ràng thịt bò thì không 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 tươi ngon rồi. Nhưng qua đây thì các bạn thấy là trong các em thấy trong các đề thi và chuyên ngữ thì các câu hỏi khoa học tự nhiên này là những câu rất là tự là gì nhỉ, phổ thông để thưởng thức gặp trong đời sống hàng ngày, và có những câu về về công nghệ và có những câu về về nấu ăn đấy. Mà như vậy các bạn thì chịu khó tích cực giúp đỡ bố mẹ việc nhà thì có khi là cái cơ hội mà làm được các câu hỏi này càng cao đấy. Rồi câu 35, câu cuối cùng. Câu cuối cùng này thì cũng đọc cũng có thể đoán được ngay đúng không ạ? Huy và một bạn cùng lớp thì đều là học sinh cả, thì cái câu gì bắt đầu chúng ta xem nhé. A là chỉ từ 16 trở tuổi trở lên mới được hút thuốc lá, rõ ràng là sai rồi. Hay là chỉ nên hút thuốc lá tại những nơi thông thoáng như công viên sân trường, đối với học sinh cái này cũng sai rồi. Rồi hút thuốc lá gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, rồi cái này thì đúng. Khói và đầu lọc gây ô nhiễm môi trường, đúng. Chỉ nên sử dụng thuốc lá sau khi ăn no, cái này rất là sai rồi đúng không? Đúng không? Thế thì đối với học sinh, thế thì rõ ràng là Huy có thể khuyên bạn mình C và D, tức là có hai cái ý kiến và ta chọn B. Rồi tóm lại là trong một thời gian ngắn chỉ trong vòng 30 phút thầy đã chữa được 16 câu toán và 6 câu khoa học tự nhiên, mà thầy lại quay trở lại cái một cái slide mà đã nói chuyện với các em hôm trước ấy, tức là thời gian làm bài thì là 55 phút có 35 câu. Chúng ta tính ra là lấy 55 chia 35 thì ra bao nhiêu nhỉ? 1,57. Hơn nhỉ, 1,57 phút một chút. Thế thì nếu mà chúng ta căng sức ở trên toàn bộ mặt trận 35 câu thì thầy tin là khó mà có thể có ai mà có thể làm được 35 câu trong 55 phút. Cho nên chúng ta ngoài những cái câu mà làm được thì chúng ta cũng phải có những câu mà ta phải đoán, mà không đoán làm được, không đoán được thì giết nhầm hơn bỏ sót, thì ta vẫn các em vẫn gọi là đánh lụi. Thế thì quan điểm của thầy là có các câu hỏi chia ba cấp độ. 55 phút là có 20 câu dễ, làm dễ là được hiểu là làm trong vòng 1 phút. 10 câu trung bình làm trong vòng 2 phút, và 5 câu khó làm trong vòng 3 phút. Thế thôi, để thế thôi nhé, đừng có nhiều hơn, mà cộng lại đúng là 55 chưa? 20 cộng với 20 nhân 1 là 20, 10 nhân 2 20 là 40, 5 nhân 3 15, có phải 55 phút không? Thì như các bạn đã thấy là lúc nãy thầy nói là trên 7 điểm là có bao nhiêu người nhỉ? Có mỗi một có hai người được từ 7,5 đến 8. Thế thì lát nữa thì sẽ quay lại xem là có bao nhiêu người được từ 6 điểm trở lên. Chúng ta thấy là rất ít chứ không phải là nhiều đâu ạ. Mà để 6 điểm thì ta chỉ cần làm 21 câu đúng. Vừa rồi là số câu ta làm là 22 câu đấy, đã vượt quá vượt mức rồi. Thế thì chắc các em cũng biết được là mình nên chọn làm 21 câu làm được tốt. Còn thời gian làm các câu khác, còn nếu không thì mình đánh lụi theo chiều dọc đúng không ạ? Nếu mà xác suất 25% thì mình có thể được thêm, mà thậm chí có thể được 7 điểm nằm trong top đầu của cái đợt thi vừa rồi. Thế thì tất nhiên các bạn sẽ lại đặt câu hỏi lại cho thầy và làm sao biết câu đấy dễ, câu này khó, câu nào khó, thì cái đó là phải tùy từng từng người. Nhưng mà một điều quan trọng là các em cần phải có thời gian luyện tập. Nhiều bạn là cứ đi học thêm tối ngày nhưng mà lại không có thời gian luyện tập, thì cho dù là các em hiểu bài thì đến lúc làm lại, và đặc biệt là làm những bài tập tương tự, chưa chắc các em đã làm được. Cho nên thầy muốn khuyên các em là hãy tăng cường cái thời gian luyện tập, và các em còn 2 tháng để thực hiện cái ước mơ của mình, thi tốt và trở thành học sinh chuyên ngoại ngữ. Và thầy chúc các em thành công. Giờ thầy xin quay lại cái slide lúc nãy.
Và để cho chúng ta thấy là 6 điểm toán trở lên là nằm ở đâu. Và xin lỗi. Đây ạ. À, 6 điểm trở lên là chúng ta có 59 cộng 58. Chỉ có 19 người là được điểm từ 7 trở lên thôi nhé. 59 cộng 58 cộng 17 cộng 2 là bao nhiêu ạ? À? 136. Và trên tổng số là 1911. Đấy, chúng ta thấy. Vậy thì thầy cũng đề nghị các em là thử xem xét cái chiến lược mà thầy khuyên 21 câu 6 điểm. Và tất nhiên những bạn nào giỏi hơn thì hoặc là có được sự chuẩn bị tốt hơn, nhanh nhẹn nhanh hơn các thứ thì các bạn có thể điều chỉnh cái con số đó. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô Nga ơi, cô Nga phải bật mic lên. Nga ơi, mic vẫn chưa bật em ạ. Ồ, em đã bật hai lần rồi chị Giang ạ. Em cứ rời tay khỏi cái mic là nó lại tự động tắt hay sao ấy. Vâng ạ, em cảm ơn chị Giang. Em xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Phú Chiến ạ vì phần giải đề và hướng dẫn rất là chi tiết, dễ hiểu, những cái chia sẻ rất là tận tâm, tâm huyết và những cái kinh nghiệm làm bài, phương pháp tư duy rất là hiệu quả.